À, tôi tên Gavin, nhưng mà ở Việt Nam thì cứ gọi bằng Vin. Vin. Vin, tại vì Gavin hơi khó phát âm cho người Việt. Tôi là người Úc, năm nay 48 tuổi. Vâng, hai vợ chồng chúng tôi cưới nhau thì tôi lúc đó thì 44 tuổi. Có nghĩa là anh lấy vợ được 4 năm rồi. 4 năm. 3 năm rưỡi. Hay quá. 3 năm rưỡi. Rồi, mời em. Dạ, em là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, công việc của em là ca hát và hiện tại có hai con nhỏ, 2 tuổi, 1 tuổi và cũng đang lo cho tụi nó. Tuyền năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 32, Thu Ông 16 tuổi. Thì mình đoán nha, có phải là anh qua Việt Nam, tối hôm đó anh buồn quá, anh đi vào một cái pub và anh nghe nhạc, thì anh gặp cô này trình diễn trên sân khấu và anh mê tiếng hát của cổ và anh thấy cô đẹp quá và anh quyết định theo đuổi cổ, đúng không? Toán cũng gần đúng. Wow. Gần đúng. Thực ra thì là hai vợ chồng mà chúng tôi nhìn thấy nhau đầu tiên là trên Facebook. Sau đó thì tổ chức gặp nhau ở một quán ăn. Ăn trưa xong thì đi hát karaoke. Thì có nghe tiếng hát của Tuyền và mê từ lúc đó. Anh, cái hôm đó là Tuyền hát bài gì mà anh mê vậy? Nhiều bài, là thật ra thì không nhớ những không bài nhớ. Nào Nhưng mà mình có hát chung một bài là Lỗi Lầm. Lỗi Lầm. Nếu như bây giờ Thuận muốn yêu cầu hai người hát lại một đoạn thôi trong bài Lỗi Lầm được không? Ủa, nhớ lời nổi không? Qua ngày mai có bao giờ em buồn nhớ đến anh? Tình yêu ta lại tan vun vỡ khi đẹp đôi, vì sao thế anh làm gì cần lỗi? đến rồi đấy. Em rất buồn, em nào có lỗi với anh. Có bao giờ anh dành tất cả vì em? Thật ra là mới gặp nhau mà chưa có lỗi lầm gì cả. Nhưng mà hát bài đó là lì, đó là kỳ, đúng không? Không, nhưng mà giọng của Tuyền hay quá, hèn gì anh mê liền, đúng không? Đúng. Lúc mà em gặp chồng em á, là em có nghĩ đây là sẽ là người chồng của em không? Dạ, em có nghĩ vậy. Giống như cái cảm giác của mình á. Lúc đó em cũng ao ước là cưới chồng cuối 28 tuổi. Và ảnh cũng muốn cưới vợ cuối năm đó. Hai người hỏi nhau muốn khi nào cưới nhau thì hai người cùng đều trả lời là cuối năm nay. Thì thấy là đó là một cái duyên rồi. Vì hai người sắp ế rồi. Sắp ế rồi đúng không? Thế thì anh Vinh, trước khi mà anh gặp Tuyền, anh có đặt một cái tiêu chuẩn về một người con gái để làm bạn gái của mình? Có, thật ra thì quá nhiều tiêu chuẩn đến nỗi là không gặp ai được. Mong đòi hoàn hảo thì cuối cùng chờ đợi cả mấy chục năm rồi. 44 năm ai. Đó. Chính vì thế là năm trước khi gặp Tuyền thì tôi bỏ hết tiêu chuẩn đó. Là suy nghĩ như vậy thì rất là ích kỷ. Mình là ai mà đặt ra tiêu chuẩn là họ phải đáp ứng. Thật ra thì tôi muốn làm chồng tốt thì tôi phải đáp ứng tiêu chuẩn. Không phải đòi người ta đạt tiêu chuẩn của tôi. Hay. Có phải là khi anh phát hiện ra là mình sắp ế rồi cho nên anh mới bỏ cái tiêu chuẩn đó? Chắc vậy. Nhưng mà anh Vinh, anh có bao giờ anh nghĩ là anh sẽ lấy một người vợ Việt Nam? Tức là anh có đặt cái mục tiêu là sẽ lấy người vợ Việt Nam không? Hay là chỉ cần gặp một cô gái nào mà anh cảm thấy là một nửa của mình thì anh sẽ kết hôn? Vâng, tôi ở Việt Nam thì cũng có một cái tình yêu thương dành cho Việt Nam. Thế nên đương nhiên suy nghĩ là một ngày nào đó rồi sẽ cưới được một cô Việt Nam. À, tức là sẽ lấy vợ Việt Nam. Thế thì hai người là kể từ cái lúc mà đi hát karaoke đó thì đến bao lâu thì mới là hẹn hò với nhau? Ngày thứ ba thì ảnh hỏi em là bạn gái ảnh nhé. Thì em cũng thích rồi nhưng mà em hơi chảnh chút, em chưa được. Cho em suy nghĩ đi. Rồi trả lời đồng ý. Rồi sau một tuần thì nói về chuyện cưới. Cho đến 3 tháng sau thì đến hôn. Dạ, sau đó một tuần thì em thấy anh chia sẻ nên nỗi lòng của mình, không có được tự tin về việc đến hôn này, thì em chủ động trả nhẫn. Không, nhưng mà em tại sao anh lại không tự tin? Khoảng 13, 14 năm thì tôi cũng đính hôn cho một cô ở bên Úc. Nhưng mà sau đó thay đổi suy nghĩ và không còn muốn đến kết hôn. Và tôi thấy cuộc sống của hai người đều bị phá hủy rất là dữ. Và lần này tôi không còn muốn lặp lại cùng sai lầm. Và suy nghĩ như vậy một tuần thì suy nghĩ càng nhiều càng sợ. Nên cuối cùng là Tuyền chủ động nói rằng lấy lại chiếc nhẫn đi cho đến khi anh chắc chắn.
nói thật là cái cách phản ứng của Thuyền cũng làm cho tôi tự tin. Một cô mà mạnh mẽ như vậy và không còn nằn nỉ cưới em đi thì tôi có thể là tự tin hơn. Thế nên sau một tuần nữa thì tôi gọi là vượt qua những nỗi sợ đó và nói là đi tiếp cùng nhau. Quyết định cưới nhau là một quyết định lớn nhất trong cuộc đời, là cho đến khi chết chia lìa chúng ta. Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi đó. Còn sau đó là đám cưới. Dạ, đính hôn lần thứ hai ở quê và mấy ngày sau thì bay qua Úc chơi và cưới bên đó. Cưới bên đó thì em qua đó có một mình thôi. Ba mẹ không qua được thì em tự làm cô dâu cho em. Em tự thiết kế cái váy này em mang qua. Dạ, thì văn hóa phương Tây thì chú rể và nhà chú rể không thấy áo cưới trước. Trước ngày cưới 2 ngày thì cũng không gặp ảnh và không nhắn tin nữa. Thì văn hóa bên đó là những ngày cuối cùng độc thân ảnh sẽ đi chơi gặp bạn bè. Không, dạ. không liên lạc với nhau thì cũng thấy sao ngày cưới của mình đây sao thì cũng thấy cô đơn chút, nhưng mà tức là một cái sự khác biệt về cái tập tục đó, thành ra là mình cũng chưa có quen được đó. Dạ. Đúng không? Sau đó là có em bao lâu thì có em bé? Tụi em bàn bạc với nhau là sau một năm để thời gian đó mình sẽ hiểu nhau hơn, mình sẽ tận hưởng nhau đó. Nhưng mà em thấy người ta có con em thích quá, ảnh cũng lớn tuổi nữa, em có luôn, em quyết định có thai mà ảnh không thả biết luôn. Dạ, thả luôn. 7 tháng là bé lớn, là bé lớn, trai gái, trai, hai trai. Bây giờ nó 27 tháng. Bé lớn 27 tháng còn bé nhỏ 15. Tụi em có ba mẹ của em take care giùm không? Hay là mình thỉnh thoảng bà ngoại có lên giúp em, còn bình thường em tự lo hai đứa luôn. Vậy ảnh có là ông bố bỉm sữa không? Có, giỏi lắm á. Anh chăm con giỏi lắm hả? Chứ không giỏi lắm nhưng mà cũng cố gắng. Bây giờ hỏi tiếp về một cái sự khác biệt nữa là trong cái ăn uống thực, trong ẩm thực, ẩm thực đi, ẩm thực, ăn uống đi. Thì là anh thích ăn cái gì mà Tuyền thích ăn cái gì? Tuyền là có đồng sở thích một món ăn không, hay là anh thì thích ăn cái gì, còn em thì thích ăn cái gì? Em thích món Việt Nam hay là món Âu, còn anh là thích món Âu hay là món Úc hay là món Việt Nam? Anh thích ăn mắm không? Nói chung là hai vợ chồng cũng đang thích nghi với nhau thì nên mình cứ ăn tay người ta luôn. Đặc sản của Việt Nam đó, chúng tôi là mắm. Anh Vinh thích ăn mắm không? Mắm thì cũng tùy loại mắm nha. Tại vì ở quê của Tuyền có một loại mắm rất là đặc biệt. Nó là mắm ruột của cá. Thì ngay sau khi cưới nhau thì Tuyền làm cái món mắm ruột để ở ngoài nắng 2-3 ngày gì đó cho đến khi nó mà anh nói là cuối. Em bị tổn thương là món ăn của em. Món ăn của em rất là ngon, thơm mà anh nói cuối. Thế... Nước mắm thì không sao. Và mắm... Mà cái loại mắm đó, cái loại mắm mà vợ của anh ruột thích đó, thì anh lại cho nó là thúi. Vâng. Đúng rồi. Nhưng rồi, mà đúng. Em trả thù ảnh, có một lần em dụ dỗ anh ăn được mắm đó luôn. Ồ vậy hả? Ăn được chưa? Anh ăn được xong em nói mắm ruột đó, là anh nói anh bị sốc đó. Nhưng mà vào bụng rồi. Ồ vậy được, bây giờ biết ăn chưa? Bây giờ đã biết ăn chưa? Chắc không dụ được nữa. Nhưng mà bây giờ anh hỏi nè, sau khi ăn rồi nó cho hôn không? Sau khi Tuyền ăn thì cấm hôn chứ. Với lại tỏi nữa, mỗi lần ăn tỏi là phải tránh xa ra. Là anh không ăn tỏi được? Ăn tỏi phải cùng nhau, nếu một mình em ăn thì em không được gần. Nhưng mà anh Vinh biết ăn sầu riêng không? Chưa rồi, hai lần rồi, nhưng mà lần thứ hai thì cũng có thể chịu đựng được. Nhưng mà nói chung là khó. Khó, chưa ăn được. Vậy anh có biết... là phải chịu đựng chứ không phải anh... Bây giờ anh có biết ăn trứng vịt lộn không? Được, cái đó là anh được. Bây giờ hỏi nè, biết anh thịt chó không? Anh vài lần nhìn mà thịt chó thì vấn đề chính không phải là thịt chó, nhưng mà cái mắm tôm của nó là mắm nó luôn ăn kèm với mắm tôm đúng không? Đúng rồi. Thì mắm tôm đó mới là khó anh. Bây giờ đẹp biết ăn ốc không? Thích ăn ốc không? Được, có. Ok. Hai người rất là mê hải sản. Mê ốc luôn. Ốc ốc là ốc lề đường, ốc dừa đó ngồi lễ. Có, có luôn. Miễn là ốc thôi. Vậy thì anh thích nhất món gì mà vợ mình nấu? Tôi thích nhất chắc là thịt kho tộ. Thịt kho tộ thì ngon tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ nè, đi vô cái phần gọi là kể xấu cho nhau nghe đi. Đúng rồi, cơ hội để nói xấu đây. Đúng không? Dạ, chồng thì xấu cũng có nhiều, nhưng mà đặc trưng á là ít uống nước, và người thì to như thế mà ít uống nước thì xem nói không tốt cho sức khỏe. Xem nói chị gì? Em cũng nói xấu chồng em, em nói xấu chị gì? Vậy hả? Ít uống nước lắm. Mỗi lần mà em hỏi anh uống nước nha, rồi anh nói ok, em rót cho một ly thì em cảm thấy rất là mừng. Rồi chị cảm ơn em, chị sẽ cố gắng.
Tật xấu là không chịu uống nước. Rồi gì nữa? Khó tính. Cũng khó tính. Khó tính lắm. Tại vì độc thân lâu quá hả? Độc thân lâu năm hả? Rồi, bây giờ tới anh Vinh. Anh xấu của Tuyền như thế nào anh kể cho mọi người nghe. Cũng có đấy, tại vì Tuyền là con người và người nào cũng có đúng không? Nói chung là cách giải quyết xung đột của Tuyền không được hay lắm. Vì cách của Tuyền là chạy trốn, còn tôi thì đấu đầu với nhau để là giải quyết liền. Nếu như một người là có vấn đề gì thì người đó phải đến với người đối tượng của mình và nói là tôi có vấn đề này và chúng ta cần giải quyết. Còn Tuyền sẽ tức giận, im chạy trốn. Em bật chế độ im lặng. Hy vọng là tôi đuổi theo và nghiên cứu xem là em có vấn đề gì không. Thế nên cách giải quyết đó là không có hay. Mình cuối cùng mình sẽ cãi nhau suốt một buổi cho đến khi tôi giữ lên thì Tuyền mới chịu xin lỗi. Thế nên không hay. Thật ra chúng tôi đang họp một cách giải quyết xung đột là theo công thức. Người nào bị tổn thương sẽ đến với người kia và nói là tôi bị tổn thương vì anh đã nói như thế này. Thì tôi sẽ nói là tôi hiểu cảm giác của em và tôi xin lỗi, anh xin lỗi. Và bằng cách đó là giải quyết rất là nhanh. Nhanh lắm, chỉ một giây xin lỗi là ôm vợ vào lòng và vuốt tóc và hai người thương hơn, hiểu hơn. Ngoài ra thì Tuyền có một mặt xấu khác nữa là làm, tôi gọi là cảnh sát giường. Tức là ở trên giường là rất là nhiều thủ tục mình phải làm. Trước khi ngủ thì phải nói ngọt ngào là chúc em ngủ ngon, phải hôn một cái rồi chúc em mơ đẹp vân vân. Nếu như không nói như vậy mà tự nhiên rơi vào một giấc ngủ thì sáng sau thì mới gặp quái vật. Ngủ quên á. Sáng vì em giận á. Thì tôi thức dậy không biết gì, không biết chuyện gì đã xảy ra. Thế là xin lỗi. Rồi Tuyền có ghen không anh? Có ghen. Có một lần Tuyền tức giận tại vì đã coi trong máy tính của tôi những hình ảnh của các bạn gái trong khoa cứ. Thì tìm được vài tấm, tôi cũng không nhớ là có tấm nào ở đó. Nhưng mà em Tuyền... tìm một người nhưng mà lòi ra ba người. Và đòi xóa. Em xóa. Và cho nên tôi cũng giận tại vì hỏi là tại sao Tuyền cố chủ động tìm lý do để giận tôi, giận anh. Cái đó là một cái tật xấu hay là cái nét xấu. Đó là lúc mới cưới nhau, chưa hiểu bây giờ thì... Bây giờ thì không còn nữa đúng không? Cái đó là cái tật xấu trong quá khứ rồi. Thế giờ em mong muốn ở Vinh thay đổi điều gì? Em chỉ muốn anh uống nước nhiều, ngày 3 lít. Vì những đòi hỏi trước đây thì em đang chấp nhận, em không có cần thiết. Thì vì anh chăm sóc vợ con rất tốt, đi làm về là chỉ biết vợ con thôi, chưa bao giờ bỏ em đi chơi với bạn, uống bia nhậu gì hết, rất là ngoan, người đàn ông của gia đình và em rất tôn trọng và yêu thương. Anh muốn vợ mình thay đổi điều gì? Không cần thay đổi đâu, tại vì Tuyền đang ngày càng đẹp và ngày càng tuyệt vời nên tôi không có đòi hỏi gì nữa được. Trời ơi, chương trình chắc đẹp luôn. Trời ơi, dễ thương quá, coi như là một cặp đôi mà sau khi mà chồng nói những mong muốn thay đổi của chồng đối với vợ mà vợ phải rơi nước mắt. Những giọt nước mắt rất là hạnh phúc. Em có điều gì muốn nói với Vinh? Nói là hạnh phúc của chúng ta thì chúng ta cố gắng làm nó khỏe hơn, yêu thương nhau hơn. Anh giữ gìn sức khỏe. Xin lỗi là tôi mới bị bệnh hơi lên nặng, tôi mới về Úc và điều trị về bệnh ruột. Chắc ôm chồng một cái được không? Đúng rồi. Chương trình rất là cảm ơn anh vì là anh đã mang một cái hạnh phúc rất là lớn cho một cô gái Việt Nam, cô gái tên là Tuyền. Và thay mặt tất cả mọi người thì chúc anh sẽ khỏe, anh sẽ là strong man của Tuyền nha. Đó, một cái gia đình sức khỏe đầy đủ và tràn đầy yêu thương. Vâng. Cảm ơn mọi người. Xin chào.